Cùng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong ngày làm việc đầu tiên sau một tuần nghỉ Tết Nguyên đán, toàn thể cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị trong tỉnh đã quay trở lại công việc với khí thế và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. 7 giờ 30 ngày mùng 6 Tết, sau lời chúc Tết nhanh và giao nhiệm vụ của lãnh đạo, toàn thể cán bộ công chức viên chức phường Xuân Tăng bắt tay vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão. Công tác giải phóng mặt bằng đặt ra đối với địa phương cũng là một trong những cái nhiệm vụ và rất là khó khăn, vất vả, nhưng mà chúng tôi sẽ quyết tâm và bắt tay ngay vào trong những cái ngày đầu xuân này. Tại các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh, với khí thế của những ngày đầu xuân năm mới, tất cả đều thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay từ ngày đầu tiên thì anh em đã bắt tay vào để làm việc, để đảm bảo cái khối lượng công việc được triển khai nó hoàn thành đúng theo kế hoạch và đảm bảo nó không bị tồn đọng, góp phần vào cái việc mà gác cổng cho tỉnh về công tác văn bản quy phạm pháp luật và đưa pháp luật vào cuộc sống. 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giữa Việt Nam với các nước ASEAN và vùng Tây Nam Trung Quốc. Tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp. Tinh thần đoàn kết, khí thế quyết tâm cao cùng với nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, từng người dân sẽ là nội lực quan trọng để Lào Cai tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngay khi khai xuân, thì các đơn vị đã tập trung bắt tay ngay vào công việc. Và từ cái nội dung, từ cái nhiệm vụ trọng tâm lớn mang tầm chiến lược để có thể kịp thời phục vụ cho các đồng chí thường trực, thường vụ trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện cái nhiệm vụ của tỉnh. Khí thế lao động của những ngày đầu xuân mới đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực, niềm tin để mỗi người cùng ra sức thi đua, đưa Lào Cai phát triển nhanh trong chặng đường phía trước.